Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,24%, giao dịch ở mức 1.846 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,15%, tuy nhiên hiện tại chỉ còn giao dịch ở mức 103,025 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì liên tục biến động, thời điểm này giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,29%, tuy nhiên chỉ giao dịch quanh ngưỡng 29.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 1,90%, hiện tại thì còn giao dịch ở mức 2,785% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần cũng bằng một phiên giảm với tỷ lệ giảm là 0,99%, giao dịch ở mức 110,515 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như vậy là giá vàng trên thị trường thế giới tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng 1,7%, qua đó chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm giá liên tiếp trước đó. Đây là chuỗi giảm giá dài nhất của kim loại quý này từ ngày 17 tháng 8 năm 2018, theo số liệu của Dow Jones Market Data. Tuần qua đã có lúc giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng khi mà đồng đô la Mỹ nhảy vọt lên mức cao nhất trong vòng 20 năm qua. Sau đó vàng tăng trở lại trong bối cảnh xu hướng giảm đã hình thành theo phân tích kỹ thuật. Sự suy giảm không ngừng của các thị trường chứng khoán cũng khiến dòng tiền tìm đến kênh đầu tư an toàn là vàng. Hiện thì giới đầu tư đang theo dõi tín hiệu từ các quan chức Fed, trong đó có chủ tịch Fed ông Jerome Powell, đặc biệt là vấn đề thời điểm và tốc độ tăng lãi suất cũng như triển vọng của nền kinh tế Mỹ. Về xu hướng giá vàng trong tuần này, giá vàng được dự báo sẽ duy trì đà tăng và bước vào chu kỳ tăng giá mới khi mà một loạt các yếu tố rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu như là lạm phát, dịch bệnh, căng thẳng địa chính trị, thị trường chứng khoán bất ổn và một số yếu tố khác đang có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, tỷ lệ chuyên gia nhận định giá vàng đi lên trong khảo sát này đã tăng mạnh từ 12% lên mức 75%, tỷ lệ chuyên gia dự đoán giá vàng giảm từ 71% về còn có 6%, tỷ lệ chuyên gia giữ quan điểm trung lập là 19%. Trong khi đó thì tâm lý nhà đầu tư không biến chuyển mạnh như vậy, tỷ lệ nhà đầu tư ủng hộ giá vàng tăng chỉ nhích từ 51% lên 56%, tỷ lệ dự đoán giá vàng giảm từ 31% về còn 24%, còn lại tỷ lệ nhà đầu tư cho rằng giá vàng đi ngang là 20%. Theo chiến lược gia trưởng thị trường Philip Jebel của Borulai Future nói rằng, ông lạc quan về giá vàng khi mà các nhà đầu tư tìm cách dự phòng trước sự suy yếu hơn nữa của thị trường tài chính. Ông nói thêm rằng trong môi trường hiện tại, cả vàng và đồng đô la Mỹ đang đồng hành như những tài sản trú ẩn an toàn. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác hầu như là không có biến động về giá. Chỉ có một vài hệ thống kinh doanh là điều chỉnh tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.895.000, bán ra 6.985.000. SJC Hà Nội mua vào 6.895.000, bán ra 6.987.000. SJC Đà Nẵng mua vào 6.895.000, bán ra 6.987.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại dao động trong khoảng 900.000 đồng trên mỗi lượng. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.890.000, bán ra 6.980.000. PNG Hà Nội mua vào 6.890.000, bán ra 6.980.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.890.000, bán ra 6.960.000. Doji Hà Nội mua vào 6.890.000, bán ra 6.960.000. Phú Quý SJC mua vào 6.900.000, bán ra 6.970.000.
Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.902.000, bán ra 6.969.000. Tăng 70.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 10.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 7.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 1.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.930.000, bán ra 6.970.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.875.000, bán ra 6.975.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.870.000, bán ra 6.990.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.890.000, bán ra 6.960.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.890.000, bán ra 6.982.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm hiện tại, giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra dao động trong khoảng 920.000 đồng trên một lượng, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.895.000, bán ra 6.987.000. SJC Cà Mau mua vào 6.895.000, bán ra 6.987.000. SJC Huế mua vào 6.892.000, bán ra 6.988.000. SJC Bình Phước mua vào 6.893.000, bán ra 6.987.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.895.000, bán ra 6.985.000. SJC Miền Tây mua vào 6.895.000, bán ra 6.985.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.895.000, bán ra 6.985.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.897.000, bán ra 6.990.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.895.000, bán ra 6.987.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.893.000, bán ra 6.987.000. SJC Phan Rang mua vào 6.893.000, bán ra 6.987.000. SJC Hạ Long mua vào 6.893.000, bán ra 6.987.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.893.000, bán ra 6.987.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng không có điều chỉnh về giá, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.430.000, bán ra 5.520.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.400.000, bán ra 5.480.000. Vàng 24K mua vào 5.295.700.000, bán ra 5.425.700.000. Vàng 18K mua vào 3.925.400.000, bán ra 4.125.400.000. Vàng 14K mua vào 3.010.200.000, bán ra 3.210.200.000. Vàng 10K mua vào 2.100.400.000, bán ra 2.300.400.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.